Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 1 tháng 10 của kênh VTC14. Thưa quý vị, bão số 10 đã gây mưa to và gió lớn trong chiều tối và đêm qua trên toàn bộ các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó thì vùng mưa lớn và gió mạnh tập trung từ khu vực Nghệ An cho đến khu vực Thừa Thiên Huế. Hiện nay thì cơn bão đã suy yếu và di chuyển sang phía Lào. Vì vậy mà các tỉnh thành nói trên chỉ còn có mưa nhiều vào buổi sáng và mưa sẽ giảm đi đáng kể trong chiều và đêm nay. Nhìn chung thì trong sáng nay thời tiết vẫn còn rất xấu. Mưa lớn và gió giật mạnh vẫn có nguy cơ xảy ra nên bà con cần hạn chế hoạt động trên biển. Còn với các phương tiện giao thông đường bộ trên trục đường quốc lộ qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Huế thì cần theo dõi những thông tin mới nhất về tình hình ngập úng và sạt lở trên các cung đường sau mưa bão để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Còn các tỉnh thành khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ thì do nằm khá gần với các tỉnh thành Bắc Trung Bộ nên cũng chịu ảnh hưởng nhiều hơn của bão so với các khu vực vùng núi phía Bắc. Trong ngày hôm nay thì tại đây trời vẫn nhiều mây, có mưa. Ở các tỉnh thành ven biển như khu vực Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng thì có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to vào buổi sáng kèm theo gió giật mạnh. Tới buổi chiều cường độ mưa cũng sẽ giảm dần. Còn đối với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì ngày hôm nay trời nhiều mây vào buổi sáng, tới trưa chiều có lúc nắng gián đoạn và mưa rào sẽ lặp lại vào khoảng chiều tối với lượng mưa không nhiều nên ít ảnh hưởng đến việc lưu thông. Tuy nhiên thì riêng khu vực ven biển miền Tây từ Cà Mau cho đến Kiên Giang vẫn có gió Tây Nam có lúc mạnh lên cấp 6 kèm theo vùng mây dông đậm đặc. Tàu thuyền lưu ý những cơn mưa rào và dông có thể kèm theo gió giật mạnh gây nguy hiểm. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các đô thị lớn trên cả nước vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì do chịu ảnh hưởng bởi rìa xa hoàn lưu cơn bão số 10 cũng như là trường gió đông nam bề mặt nên tại khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận như là tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, trời nhiều mây có mưa, mưa chủ yếu tập trung vào buổi sáng, đến trưa chiều và tối thì mưa sẽ giảm dần về cường độ và cả về diện mưa, nên nhiệt độ trên toàn thủ đô chỉ dao động từ 24 cho đến 30 độ với độ ẩm khoảng 88%. Trong điều kiện trời nhiều mây và có mưa như hiện nay thì không thuận lợi cho việc khởi công xây dựng, sửa chữa các công trình đường xá và nhà cửa. Xu hướng tới ngày mai, thời tiết thủ đô sẽ tốt trở lại, các công việc có thể tiến hành bình thường. Xuống tới thành phố Hải Phòng thì ngày hôm qua không chỉ xảy ra mưa mà còn xảy ra gió mạnh ở vùng ven biển. Sang tới sáng nay, mặc dù cơn bão đã tiến vào đất liền và suy yếu dần, tuy nhiên thi thoảng vào buổi sáng tại Hải Phòng vẫn có khả năng xảy ra gió giật cấp 6 hoặc là cao hơn. Vì vậy, tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Tới trưa chiều thì mưa giảm và gió giật cũng không còn. Thời tiết dần thuận lợi hơn cho các chuyến xe chở hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố. Nhiều khả năng thì buổi tối có thể sẽ tăng mưa trở lại ở các tỉnh thành sát vùng ven biển. Do đó bà con nên trở lại bờ sớm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay tại Hải Phòng duy trì ở mức 23 cho đến 29 độ với độ ẩm cao khoảng 92%. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bão số 10 không đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên vùng hoàn lưu bão với cấp gió mạnh cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố. Ngày hôm nay vào buổi sáng thì thời tiết trên khu vực vẫn còn xấu, nhưng mà mưa sẽ chỉ còn tập trung trong sáng nay thôi. Sau đó thì từ trưa chiều nay, thời tiết sẽ chuyển tốt khá nhanh. Nhiệt độ trong ngày tại Đà Nẵng vẫn duy trì ở mức mát mẻ và dễ chịu, cao nhất chỉ trong khoảng 29 cho đến 30 độ. Còn về đêm, nhiệt độ giảm xuống còn 24 cho đến 25 độ với độ ẩm khoảng 85%. Thời tiết tại các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ nói chung và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tương đối thuận lợi cho tất cả các hoạt động giao thông đi lại. Gió mùa Tây Nam đã giảm rất nhiều về cường độ, trời có nắng sớm từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Các sạp hàng hóa bày bán trong triển lãm và hội chợ hàng tiêu dùng hoặc là các chương trình tổ chức ngoài trời đều có thể diễn ra bình thường. Tối muộn thì mây dông chỉ xuất hiện ở diện vài nơi nên mưa cũng sẽ xảy ra diện hẹp và cũng tạnh ráo nhanh chóng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố dao động ở mức từ 25 cho đến 31 độ với độ ẩm khoảng 75%. Xuống tới khu vực miền Tây, trong đó có thành phố Cần Thơ thì ngày hôm nay tại khu vực thời tiết cũng khá tốt, thuận lợi cho mọi hoạt động dân sinh. Ban ngày nắng xuất hiện nhiều, mưa chỉ xảy ra một vài nơi và thời gian mưa không kéo dài nên thuận lợi cho các chuyến bay hàng không cũng như là các chuyến xe trọng tải lớn vận chuyển hàng hóa trên các hệ thống cảng tại thành phố như là cảng Hoàng Diệu, cảng Trà Nóc hay là cảng Cá Cui. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại Cần Thơ cũng dao động trong khoảng 25 cho đến 31 độ với độ ẩm từ 75 đến 80%. Đến đây bản tin thời tiết đô thị ngày 1 tháng 10 của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.